Harry Won tuổi và diện váy hồng đẹp rạng rỡ, vỡ hòa hạnh phúc trong tiệc sinh nhật sớm. Tối ngày 20 tháng 6, Harry Won bất ngờ được các fan tổ chức sinh nhật sớm 2 ngày tại thành phố Hồ Chí Minh. Để dành cho nữ ca sĩ nhiều niềm vui trong dịp đặc biệt, rất đông người hâm mộ đã không ngại dành thời gian, sắp xếp công việc để trang trí và tặng cho cô những món quà ý nghĩa. Màn chúc mừng sinh nhật bất ngờ khiến Harry Won không kìm được xúc động vì quá hạnh phúc. Cô chia sẻ, dù không phải lần đầu đón nhận những điều bất ngờ thế này, nhưng thực sự cảm xúc trong tôi lại dâng trào. Tôi cảm ơn tất cả vì cho tôi một kỷ niệm không bao giờ quên được. Harry Won vỡ hòa hạnh phúc khi được fan tổ chức sinh nhật bất ngờ. Không gian bữa tiệc lấy gam màu hồng chủ đạo với nến, hoa, bóng bay được trang trí khắp nơi. Harry Won cũng diện một chiếc đầm hồng xinh xắn, cùng phụ kiện là túi hiệu đồng màu. Để khuấy động không khí bữa tiệc, FC Harry Won còn tổ chức trò chơi và thử thách thần tượng của mình bằng những câu hỏi hóc búa. Đặc biệt, tiệc sinh nhật Harry Won còn có sự góp mặt của các fan nhí. Dù còn nhỏ nhưng các bé đã rất thần tượng và yêu mến giọng ca hương đêm bay xa. Cô nàng không giấu được vui sướng trong suốt buổi gặp GFC tại thành phố Hồ Chí Minh. Không gian bữa tiệc sinh nhật Harry Won được FC trang trí với ngập tràn sắc hồng. Đặc biệt, tiệc sinh nhật Harry Won còn có sự góp mặt của các fan nhí. 7 năm hoạt động nghệ thuật, Harry Won đã gặt hái được rất nhiều thành công và chiếm nhiều tình cảm, sự yêu thương từ khán giả. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.